con của cụ này. Cụ này. Vạch hai răng có. Đây đây đây. Nhiều như này mà đi lấy cá không biết được tay hả? Chồng thì chồng đi. Không biết là ông chồng ấy mình bảo là lúc ăn cá không biết ra đây cắt một phát một cái mật đầy mình lắm. Con này xong rồi à? Ôi trời ơi, mới có. Sáng nay hay thật. Thì đã gì vẫn ngô luộc, ăn đỗ lạc. Đỗ lạc gì? Đỗ lạc sống. Kinh thế chưa? Nhà gì trong cả lạc sống á? Củ lạc á? Con tìm con. Tưởng cái gì không đi bán đấy à? Bán cả mía chưa? Thank you.
ngồi ngoài đấy nó đi ra. Mua quen, mua bọn kia không biết là phải mới cả ngồi ở ngoài nó dễ.